Thưa quý vị, vào tháng chạp âm lịch, nhất là từ 20 tháng chạp, khi bà con nông dân làm nghề qua giấy vận chuyển qua ra hai bên đường, thời gian này nếu ai đó đến với xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của nhiều sắc màu qua giấy và cũng là dịp để thưởng ngoạn cảnh sắc thú vị này. Vào dịp giáp Tết, không khí tại các làng nghề trồng qua giấy càng rộn ràng hơn bởi thương lái đến mua hàng, vận chuyển hoa đi khắp mọi miền đất nước để phục vụ khách du xuân. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, hàng năm bà con nông dân sản xuất và tiêu thụ trên 1 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, trong đó hoa giấy được sản xuất nhiều nhất, từ 600 đến 700 ngàn sản phẩm. Kế đến là các loại mai vàng và hoa nở. Chỉ riêng làng nghề hoa giấy ấp Lân Đông có trên 100 hộ, chiếm 1/3 tổng số hộ trong ấp. Sau Tết Nhâm Dần với nhiều thuận lợi như thị trường tiêu thụ mạnh, giá bán khá cao, nên để chuẩn bị cho Tết Quý Mão này, ngay từ đầu năm 2022, bà con nông dân ở xã Phú Sơn trồng hoa giấy với đa dạng về chủng loại, kiểu dáng và sản lượng nhiều hơn năm qua. Tình hình và sản xuất hoa giấy năm nay có đó là bà con có sản xuất rất là sản lượng nó tăng so với năm 2021. Thì đặc biệt là hôm nay thì cái sản xuất cái gì mà số lượng sản lượng nó tăng. Rồi cái thứ hai nữa là sản phẩm năm nay thì bà con có đầu tư nó cái mẫu mã, cái chủng loại nó đa dạng hơn về cũng như màu sắc cũng như về kiểu dáng. Đây là một trong những cái bà con có cái sự chuyển đổi để mà chúng ta thích ứng với thị trường, cái nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì cũng ủy ban cũng có thấy cái nhóm cái tình hình mà việc mà tăng sản lượng đột biến quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường đầu ra. Ủy ban cũng có là thông báo tiền cho bà con. Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải quan tâm đến chất lượng, và cái thứ hai nữa về cái mẫu mã, và cũng nên quan tâm về cái việc mà chúng ta cái thị trường đầu ra, chúng ta tìm thị trường đầu ra thì đảm bảo có lợi nhuận thì chúng ta nên xuất bán để đảm bảo cái việc mà thu cái lợi nhuận lại, tránh nó bị cái chúng ta bị ùn ứ sản phẩm nó ảnh hưởng đến cái thu nhập của người dân. Không chỉ tăng về số lượng, cái mới của làng nghề hoa giấy năm nay là bà con nông dân tập trung đổi mới về kiểu dáng và nâng cao chất lượng hoa. Bên cạnh các loại hoa giấy ghép truyền thống, năm nay bà con làm theo kiểu dáng cây bonsai với gốc ghép là hoa giấy Mỹ. Chủng loại hoa cũng rất phong phú với nhiều giống mới ngoại nhập. Ngoài các giống bông giấy Thái Lan, Ấn Độ, người dân Phú Sơn sưu tầm các giống hoa giấy Nhật Bản, Sakura và các loại mới như tím tuyết, hồng gân, tím quế, cẩm thạch nhiều màu. Và cũng như mọi năm, bà con ghép hoa giấy tam sắc, ngũ sắc, tức 3 màu và 5 màu trên một cây. Đây là loại bông giấy mà thị trường ưa chuộng nhất. Theo bà con nông dân, năm nay điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc canh tác hoa giấy, nên bà con gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý cây ra hoa. Tuy nhiên, với kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm, cùng với áp dụng kỹ thuật mới, nên làm hoa giấy vẫn cho ra những sản phẩm hoa đẹp, với nhiều màu sắc và kiểu dáng. Hôm nay thì theo tính thời tiết thì nó hơi khó khăn, nhưng mà giờ thì theo thương lái giờ thì mấy năm trước thì đến được giờ khoảng 50%, mà năm nay chắc gặp khoảng 30%. Nó nhiều loại mới hiện tượng bây giờ là nhiều màu sắc lắm, và giờ mình cũng đang thường mình đang làm lấy ra, nhưng mà năm nay thấy tình hình buôn lái nó hơi chậm hơn mọi năm. Hiện nay bà con nông dân và các tổ hợp tác và làng nghề trồng hoa giấy ở xã Phú Sơn đang tập trung hoàn chỉnh, vận chuyển ra khu trưng bày và bán cho thương lái. Vào lúc cao điểm, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải đến lấy hàng và tỏa đi khắp các tỉnh thành. Theo người trồng hoa giấy cho biết, năm nay giá không cao hơn so với năm qua và lượng hoa được bán tại chỗ khoảng 60%. Số còn lại thương lái tiếp tục đến mua. Năm nay cái số lượng bán thì so với năm rồi nó rất chậm. Cái thứ hai nữa, cái giá cả nó không có. Cái kinh tế bà con năm nay nói chung thu nhập nó không có được. Cảnh bán ra thì thấy cái số lượng bán nó chậm, và cái thu nhập của bà con nó không có. So với cái năm rồi mua cái nguyên liệu nó cao, năm nay thành ra ảnh hưởng tới cuộc sống bà con rất nhiều. Từ những bàn tay khéo léo và sức sáng tạo của nông dân làng nghề hoa giấy đã tạo ra những sản phẩm mới lạ, đẹp, phục vụ cho mọi người trong dịp Tết Quý Mão. Bà con cũng hy vọng từ nay đến khoảng 25 tháng chạp, số lượng hoa sẽ được tiêu thụ mạnh, mang lại thu nhập cao hơn cho người trồng hoa giấy năm nay.